xin chào các bạn nha video ngày hôm nay à, chắc chắn những bạn nào đang sử dụng những cái máy ví dụ như là máy à, phát điện, máy cắt cỏ hoặc là máy chạy xăng hay thì thì rất thích video này nha đó là à, mình chia sẻ một cái mẹo các bạn làm sao để lấy cái nhớt nhớt này để pha với xăng theo đúng tỷ lệ năm à, mà mình lấy nhớt đây cực kỳ nhanh nhất bởi vì cái bình này các bạn rất là khó lấy nhá ở đây nếu như lấy cách thông thường cực kỳ khó lấy luôn đấy các bạn rất là chậm mình lấy theo cách kiểu này các bạn thì nó chỉ lên được một chút xíu thôi xong phải trả về đó như vậy nó được có chút xíu và phải lấy rất nhiều lần mất thời gian ha cho nên mình sẽ không lấy cách này và đây là cách lấy của mình nha các bạn cực kỳ nhanh và lấy đúng chính xác cái số lượng uh, ml mà các bạn cần luôn thì uh, với cách này thì các bạn sẽ vặn bên uh, nút to này lại nhá các bạn mở nút nhỏ này lại mở nút nhỏ ra ra sau đó các bạn sẽ bóp này thì nguyên tắc các bạn khi mình bóp á, thì cái nhớt ở dưới đây nó sẽ đẩy lên đó, đẩy lên xong mình thả ra thì nó lại hơi 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 á, nó sẽ hút bên này, nó trả về lại. Hơi nó nằm trên cao này, đưa về. Cho nên mình làm rất là dễ nha. Đấy các bạn, mình bóp nó lên này. Đó, các bạn căn theo cái mức các bạn muốn ha. Rồi lúc các bạn thả ra thì hơi nó lùn bên trên, lên bên trên nó chảy xuống. Đó, nó đủ hơi ha. Mình lại bóp tiếp này. Đó, rất là nhanh và như thế này các bạn thấy nó vừa mức rồi á. Đây, các bạn thấy cái số 100 ml ha. Mình bóp này mình bóp các bạn coi nó lên vừa đủ đúng 100 ml thì mình dừng đó chính xác ha rồi mình thả ra thôi nhưng mà là vừa đúng chính xác luôn ha quá tuyệt vời rồi mình giả sử là khi mà các bạn lỡ lấy nó quá rồi á thì cần trả về trả về thì trả làm sao cho nó nhanh nhất thì các bạn sẽ làm thế này nhá các bạn sẽ vặn bên này bạn vặn bên này chặt lẹ rồi các bạn sẽ mở bên này ra mở ra rồi sau đó các bạn sẽ bóp hơi nhá bóp bóp cái bình này bóc bình xong thì các bạn sẽ vặn này lại vặn chặt luôn nha rồi các bạn sẽ xoay đây xoay đây ha thì lúc này á, hai cái nắp đang kín luôn thì hơi trong này áp suất đang bị thấp này đó thì các bạn sẽ trả về đây mở nắp này ra một xíu hiến sẽ hút về các bạn đây sẽ hút về đấy các bạn sẽ thấy à, đó nó hút về hết rất đơn giản ha Đấy các bạn thấy không? Này, được nhiều mà giờ xuống lại cửa này. Rất hay nha. Còn bây giờ mình muốn uh, lấy lên lại thì các bạn chỉ việc uh, bóp lên thôi. Đó. Rồi, quá tuyệt vời. Như vậy các bạn thấy không? Cái cách của mình cực kỳ nhanh và đơn giản, rất hiệu quả ha, đỡ mất thời gian và chính xác. Hy vọng video sẽ hữu ích cho các bạn nha. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều cái chia sẻ hay trong cuộc sống nha các bạn. Chào các bạn.